Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để ghép rong rêu. Thì đầu tiên ở đây mình có cái stock này ha. Stock này thì mình cũng đã làm sơ qua rồi. Và cái bước làm chắc mình không hướng dẫn. Tuy nhiên thì cái mình muốn hướng dẫn ở đây là mình sẽ ghép cái stock rong rêu này ở tràng An và ghép vào trong cái mặt nước phía trong này. Thì cái vấn đề chúng ta cần phải xử lý ở đây là gì? Thứ nhất, cần phải lưu ý những cái bóng mà chúng ta thấy rõ nhất chắc chắn là những cái chỗ mà nó có bóng râm. Ví dụ như ở đây là chắc chắn phải hiện ra cái hình rong mà rõ nhất. Ví dụ như đây chẳng hạn. Đây chẳng hạn. Còn ở những cái phần mà nó màu trắng sẵn như thế này thì nó sẽ phải hơi mờ mờ đi một chút. Thì đấy là cái bước mà chúng ta sẽ phải tuân theo, tức là phải có theo đúng cái quy luật đấy để mà nhìn nó thật hơn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải có một cái stop rong mà chúng ta ghép vô á, thì nó phải có một cái góc nhìn nó tương đối nó đúng. Cho nên là mình cảm thấy cái điều kiện thứ hai này nó có vẻ hơi khó thực hiện, bởi vì những cái stock ở tràng A này có vẻ là hơi ít và chúng ta không có nhiều lựa chọn. Mình đây là có cái stock mà mình cảm thấy là nó tương đối phù hợp nhất mà trong cái đống stock về tràng A mà mình có. Mình không có nhiều, khoảng cỡ đâm nhiêu đây. Cái này thì bỏ đi. Nhiêu đây à? Và mình cảm thấy nó không có đủ lắm. Không biết các bạn nào ở gần Tràng An không, có thể là đi chụp thêm rồi có thể là bán cho anh em thì nó dễ hơn. Bởi vì mình thấy những cái ảnh này khi mà áp dụng vào ảnh cưới thì nó rất là sinh động và nó hay hơn so với việc là để một cái mặt hồ trống. Ok ha, thì bây giờ là mình sẽ có cái stock như thế này. Và stock mà mình muốn ghép vào đây thì bước đầu tiên là đơn giản nhất là cứ cầm cái kéo của nó qua đã. Thả nó vào đây đã. Ok, thì bây giờ mình sẽ co giãn sao cho nó phù hợp. Đây là cái bước đầu tiên. Ok, để cỡ nào. Coi nó rõ hay không. Nó hơi đục đục thế nào. Tăng sharpen lên một chút xíu đi. Sharpness. Tăng một chút xíu vậy thôi. Có thể là tăng chút ra. Cho nó đậm đậm hơn. Rồi ok, vậy được rồi. Rồi tạm thời mình tắt đi. Thì đối với việc là ghép thì đa phần chúng ta cái bước đầu tiên chúng ta phải chọn được cái vùng đã. Và mình sẽ chọn vào cái vùng nước. Mình sẽ sử dụng Quick Selection Tool ha. Phím tắt là phím W. Mình nghĩ tốt nhất là các bạn nên sử dụng phím W nhiều nhiều vô, bởi vì đa phần chúng ta sẽ sử dụng nó khá là nhiều. Trừ những cái bong bóng này ra ha. Để phím Alt+F và để chuyển nó qua cái chế độ là trừ. Rồi, thử bỏ cái bong bóng, bỏ hòn đá này ra. Rồi, cái tạm thời để vậy, lát nữa mình sẽ chọn lại sau. Ví dụ như cái cây này chẳng hạn. Ok, tạm thời vậy. Bây giờ mình có một cái bước chọn ban đầu tương đối đơn giản. Mình sẽ sử dụng Refine Edge để mà mình làm cho nó hợp lý hơn cái đường chọn. Các bạn thấy nó đang là lem nhem á. Mình sẽ sử dụng cái này, cái nó có cái brush để chúng ta tạo lại cái vùng chọn và Photoshop sẽ tự tự biết mà tính toán lại cho chúng ta để là chừa lại cái phần ngoài thôi. Đang lấy phần trong cô bôi và tự Photoshop sẽ tự chỉnh lại ha. Yên tâm là cái này lát nữa mình có thể chỉnh lại tiếp ở phần layer mask cho nên là cũng không có vấn đề gì. Rồi cứ chỉnh cho nó phù hợp chút xíu thôi. Rồi ổn hơn tí xíu rồi. Mình sẽ tăng smooth lên.
feeder, contrast để tăng vừa thôi và giảm biên độ một chút. Ok, vậy rồi. Muốn xem lại radio xem đi. Rồi ok, new layer with layer mask ha. Đây ok. Rồi đây mình sẽ có riêng cái stock mặt nước ở đây. Và việc của mình bây giờ là click vào. Rồi các bạn sẽ thấy mình vừa tạo cái clipping mask bằng cách là đè phím Ethernet nè và click vào ở khoảng giữa hai này. Tuy nhiên là cũng có thể để coi. Thôi rồi mình bỏ ra đi. Mình sẽ đè phím control ha và click vào cái phần layer mask là vừa tạo. Click vào cái chúng ta sẽ có cái vùng chọn như thế này của cái layer mask này. Tắt này đi cho dễ nhìn ha. Mình tạo một cái folder mới. Và ở folder này mình sẽ click add layer mask thì tự động nó sẽ lấy cái vùng chọn của cái phần nước hồi nãy mình đã làm. Thì ok, giờ mình có thể xóa này đi rồi vì mình có cái này. Bây giờ mình sẽ cầm và kéo thả cái stop này vào đây. Các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có cái group ở trong này có cái stop cái gì? Rong rêu. Và cái điểm tốt ở cái việc là chúng ta tạo một cái group riêng như vậy là bởi vì lát nữa mình có thể là thêm, là không thích cái này có thể thay cái khác, thay cái stop khác vô chẳng hạn thế. Bởi vì mình không có tác động gì tới này, mình chỉ tác động tới group thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái phần group này để mà chỉnh lại chút về cái vùng chọn. Bỏ vùng chọn lên những chỗ mà chúng ta cần giữ lại ha. Này chúng ta có thể làm tương đối thôi, không cần phải chili hay là thế nào cả. Ok, tạm thời thế. Bây giờ mình sẽ click đôi vào trong cái group này ha. Cái group mà chứa cái stop rong rêu này. Click đổi cái. Và ở cái phần Blending Option Custom ngay phía trên cùng của cái bảng này ha. Thì mình sẽ có Blend If. Blend If mình giới thiệu nhiều rồi. Tuy nhiên là ở đây mình sẽ hướng dẫn lại một chút xíu. Blend If có cái Dislayer và Underlying Layer. Cái Blend If này thì mình sẽ hiểu nó là bộ lọc. Tạm thời gọi nó là bộ lọc. Tức là khử loại bỏ bớt những cái chi tiết dựa theo tông màu, tức là vùng sáng vùng tối đó. Cái Dislayer này khi mà mình kéo qua cả Dislayer và Underlying Layer ha, nó có một cái quy tắc chung khi mà chúng ta kéo, ví dụ như là kéo bên màu đen kéo vô thì cái vùng màu của chúng ta bây giờ chỉ còn lại là từ cái đầu 42 này cho tới khoảng ngoài cùng này. Tức là khi chúng ta càng kéo vô thì chúng ta càng thu hẹp cái phạm vi hiển thị lại. Tức là các bạn có thể thấy là khi ở mình Dislayer ha, thì nó sẽ duyệt theo cái vùng sáng tối của cái layer đó luôn. Thì khi mà mình kéo vô này, loại bỏ bớt vùng tối này, các bạn có thể thấy là những cái vùng tối nhất nó sẽ mất đi từ từ tới khi nào mà nó lại còn lại. Tương tự bên vùng sáng nó sẽ ngược lại, những vùng nào sáng nhất sẽ mất đi từ từ. Đó, và từ đây là nó mất đi cái khoảng ở dưới này rồi này. Tương tự như vậy, Underlying Layer nó không xóa layer theo cái vùng màu của layer đó mà nó xét theo cái tông màu ở cái layer dưới. Ở đây là cái layer hình cô gái này, cái background ha. Ở đây nó đang duyệt theo cái background. Thì khi mà mình kéo bên màu đen vô thì nó sẽ tìm ở những vùng tối của cái layer background để lọc bớt những cái chi tiết của cái group đó. Ok ha. Tương tự bên vùng trắng nhất là các bạn có thể thấy là cái vùng trắng nhất là cái vùng màu nước này ha. Vùng xa nhất cho tới vùng gần nhất đã bắt đầu nó đậm dần. Thì khi mà mình mà kéo lại này, nó sẽ mất dần. Đó, thì đó là quy tắc. Để cho nó trông mượt mà hơn thì các bạn sẽ đè phím Ethernet và click kéo thì nó sẽ tách ra làm đôi và nó sẽ có cái sự chuyển biến nó nhẹ nhàng hơn. Ok ha.
Thì ở đây thì như nãy mình đã nói đó, nó sẽ hiển thị rõ nhất ở những cái vùng tối. Cho nên là mình sẽ lọc bớt những cái vùng sáng lại, có thể là để phía Ethernet ha. Để phía Ethernet ha, nhớ nha, để phía Ethernet ở dưới cái underline layer này. Kéo xuống. Bỏ bớt những cái vùng sáng đi rồi ha. Tương tự như vậy, kéo này vô một chút xíu thì để lọc cái phần trên này nữa. Bởi vì cái phần ở xa này là cái phần đang là rất là sáng và chắc chắn là chúng ta không thể thấy được, bởi vì nó phản xạ quang học lại chúng ta không thấy được. Chúng ta chỉ thấy ở những cái vùng tối, ví dụ như đây các bạn có thể thấy là những cái vùng bóng đen thì nó sẽ hiển thị rõ hơn một chút so với ở ngoài. Tương tự về đây, đây cũng vậy. Ok ha. Rồi, cảm thấy vậy được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng brush màu trắng để phục hồi lại một số chỗ cái này hồi nãy không được là tốt. Mình sẽ dùng brush màu trắng này. Đây dùng brush màu đen để lấy lại một chút cái cây như vậy. Cái cây này có vẻ hơi phức tạp, nếu chúng ta không muốn làm bước này đơn giản ngay từ đầu xóa luôn cây đi thì nó hơi kỳ. Ok, tương tự đây mình thấy nó chưa ổn lắm, mình sẽ click đôi ở ngoài hoặc là các bạn click chuột phải ha, chọn blending option, nó cũng ra cái bảng tương tự vậy, sẽ giảm hơn nó chút xíu nè. Ok, vậy thì thấy vừa nhất á. Rồi đó, cái bước đơn giản chúng ta có thể dùng áp dụng cho cái ảnh của chúng ta. Thì mình đang sử dụng brush màu đen và bôi lại một chút phía trên này nữa ha, cho nó sạch sẽ hơn chút xíu. Và các bạn có thể thấy là nhờ cái blend if và cái group này. Bây giờ ví dụ như là cái layer này đi, nó đang ở trong cái group ha, nãy giờ mình đâu tác động vào cái group đâu. Bây giờ ví dụ như là bây giờ mình thích cái stock nào khác, chẳng hạn như stock này là chỉ cần kéo thả và bỏ vào trong cái group đó, thì khi mà mình kéo ra nè, mở rộng ra chút để thấy là nó sẽ theo đúng như cái ở trên mà không bị thay đổi gì, tắt bỏ có thể tùy chọn chẳng hạn thế. Ok, thì đây là cái cách mà mình sử dụng Okay. Rồi ok, mình sẽ tạm thời lưu cái file PSD này lại, lát nữa thì cần thì mình sẽ up lên. Mình sẽ gửi cái link nó ngay phía dưới này ha. Rồi, tương tự ở đây mình có một cái stock nó cũng đơn giản hơn một chút xíu của anh GVTino Gia Văn Trần á. Thì mình đã xin phép rồi, tạm thời mượn cái này để hướng dẫn các bạn để làm sao làm ra được cái bức ảnh kiểu như thế này ha. Ok, thì đây mình có cái bước xử lý lại cái vùng da chút xíu, các bạn có thể thấy là đây red ha, mình tăng giảm cái vùng chọn về cái trường độ màu sắc và mình giảm khoảng trừ 6 hue, saturation mình giảm xuống chút xíu và lightness mình tăng lên để làm cho nó sáng hơn. Saturation để mà giảm bớt cái màu da đi, bởi vì hồi nãy màu da nó màu cam mà nó hơi đậm, mình giảm bớt đi. Là chúng ta có này. Bây giờ mình sẽ gộp chung nó lại, Ctrl Shift E gộp chung lại ha. Thì ở đây cái bước này cũng đơn giản, nó dễ hơn một chút xíu so với cái kia, bởi vì mình không có nhiều bóng, mình chỉ có chọn. Giờ mình cũng sử dụng Quick Selection thôi cho nó lẹ. Các bạn muốn đi nó chi tiết hơn thì các bạn có thể sử dụng pen hoặc là bất kỳ cái công cụ nào các bạn thích hoặc là quen xài. Quan trọng là quen xài, nhiều lúc mình cảm thấy là cái công cụ mà mình hướng dẫn có thể không phù hợp với các bạn, bởi vì nhiều khi vì chất máy móc hay là sử dụng chuột chẳng hạn thế, mỗi người sử dụng con chuột khác nhau chẳng hạn vậy, thì nó cũng có sẽ có những cái sự khác nhau nhất nhất định ha. Như mình xài chuột 40.000 xài đâu 90.000 nhé, xài cái này tương đối ổn rồi, cho nên mình cũng không cần phải đi chi tiết gì nhiều. Có thể là mình sẽ tạo vùng chọn, chỉnh sửa lại chút xíu ở những cái vùng chọn ha. Đây là mình crop ra cho nên là chất lượng nó không có được cao lắm, các bạn thông cảm.
Tuy nhiên là ở cái mức độ này mình cảm thấy như thế này là vừa đủ rồi, không cần thiết là phải cao hơn chi. Ok, tạm thời vậy. Giờ mình sẽ có vùng chọn chỗ này ha. Bây giờ mình sẽ cũng refine x luôn. Và ở cái biên này mình sẽ giảm biên đi chút xíu và tăng contrast lên để cho cái đường nét này nó tốt hơn. Smooth lên chút xíu, feather lên chữ 0.2 thôi. Contrast. Ok. Selection thôi cũng được. Và click layer đi. Mình sẽ sử dụng là new layer with layer mask ha. Ok. Thì mình sẽ có cái này, attack rời ra rồi. Ở đây mình sẽ tạm thời để nguyên, không sao. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn tiếp. Bây giờ mình sẽ mở cái stock mà anh sử dụng. Đây, mình có hai cái này. Cho kéo cả hai vô. Kéo cả hai vô. Ok. Đây cái. Rồi, cái về rong rêu thì tạm thời tắt đi. Cái background trước ha. Sẽ phóng to thu nhỏ sau đấy cho nó phù hợp và bạn thích. Nói chung là cứ thích là được. Không cần gì này. Chili quá sao? À, vậy đi. Ok. Mình vừa chuyển xong cái background ở ngoài mình kéo vô ha. Với những bạn sử dụng Portable CS6 á, thì các bạn không có thao tác là cầm kéo thả ở ngoài vô được, thì các bạn sẽ phải open và sử dụng Move Tool và kéo thả qua ha. Thì ok, mình vừa kéo qua. Thì bây giờ mình sẽ có cái background này trước ha. Và bây giờ là tới rong rêu. Mình sẽ di chuyển cái rong rêu này sao cho nó hợp lý. Ok, chắc vậy được rồi. À, thì ở đây làm sao để chúng ta hòa trộn hai cái background này lại. Thứ nhất là chúng ta đang có cái background ở ngoài này ha, và background rong. Thì bây giờ cách đơn giản nhất, chúng ta sẽ tạo cái layer mask sử dụng brush màu đen với hardness bằng 0%, và chúng ta bôi màu đen ở đây thôi. Bôi nhẹ nhẹ thôi ha. Và các bạn thấy đơn giản, chỉ đơn giản vậy thôi là đã tẹp vô rồi. Đã, xa 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 dần, tất nhiên nó sẽ biến mất dần. Thế thôi, thì ở đây mình sẽ quay trở lại và xử lý cái này. Mình sẽ tạo vùng chọn ha, tạo vùng chọn của nước này, và mình sẽ sử dụng là blend if như hồi nãy. Mình tạo vùng chọn, rồi mình sẽ cái stop rong rêu này ha, và Ctrl J, nhớ là đang click vào cái stop rong rêu này ha, chứ không phải layer, không phải là cái layer mask của rong rêu đâu. Nhớ là click vào trong này nè, chứ không phải click ở đây ha, click vào trong này. Bấm Ctrl J, phím ở giữa, phím H với phím K J á, mình sẽ đưa nó lên trên cùng. Vậy các bạn thể thấy là đây mình đã đưa cái một cái phần, một cái góc nhỏ thôi của cái background này, mình mới nhân đôi lên mà. Thì ở đây mình sẽ sử dụng lại Blend If cũng như hồi nãy, mình giảm bớt những cái vùng sáng đi, giảm nhiều nhiều chút cũng được. Chút xíu nữa. Rồi ok. Nhờ vậy, nhờ mà chúng ta sử dụng Blend If như vậy thì những cái vùng bóng đen này chúng ta sẽ được giữ lại và nhìn nó thật hơn. Rồi ok ha. Với những cái hiệu ứng thuyền chìm. Mình sẽ giảm bớt cái này đi. Đấy, các bạn có thể thấy đây, mình mở lại cái ảnh của ống này nha. Các bạn thấy là hơi cắt cắt đây ha. Bên này thì rõ chút xíu. Mình sẽ bôi màu đen nhẹ nhẹ đây thôi. Rồi ok. Còn gì nữa không? Khá giống. Rồi, cái của ống có hiệu ứng làm mờ hậu cảnh đi. Thì ở đây mình cũng sẽ làm mờ hậu cảnh. Mình sẽ nhân đôi cái này lên ha, để bảo toàn cái này lại, đừng để nó bị mất. Cần chôn chay lên luôn.
và mình sẽ retry lại bởi vì đang là smart object. Khi mà để mà smart object thì cái lens blur này nó sẽ không có tác dụng, cho nên là mình sẽ chuyển nó sang thường thôi. Mình sẽ rasterize layer ha, click cái là nó sẽ trở thành layer bình thường. Các bạn có thể thấy là nó không còn là smart object nữa, không còn cái icon này nữa. Thì bây giờ chúng ta vào filter blur thì nó sẽ hiện cái lens blur lên cho chúng ta, click vô thôi ha, và chọn cái mức độ sao cho nó phù hợp. Ở đây mình sử dụng là distance ít thôi. Rồi ok, vậy được rồi, click ok ha. Và đây mình tạo layer mask cho nó, và mình sử dụng brush màu đen chẳng hạn thế. Bồi đèn chọn bớt đi, cái thấy đang rõ dần. Rồi ok, thế thôi. Nhìn đây là cái blur nè, ở xa xa blur dần đó, thế. Rồi ok, hình như là ông còn thêm một bước nữa thì phải, để coi còn khác gì không. Cái màu không, có màu xanh xanh với cả mấy con cá. Mấy con cá thì mình tạm thời không giải thích ha, các bạn có thể lên tìm stock rồi tải xuống thôi. Các bạn có thể lên DeviantArt chẳng hạn thế, translate cái từ cá chép ra là gì, thêm chữ stock vào và search Google ra nhanh, không có gì hết. Cái hình người đúng không, mình sẽ thêm cái ví dụ như là curve hoặc solid color cũng được. Đây mình xài curve, tạo cái clipping mask cho cái ở dưới ha, và thêm màu xanh. Bởi vì ở dưới đang có màu, nó chắc chắn là màu xanh của cái phạm vi ở ngoài, cho nên là mình sẽ sử dụng tăng màu xanh lên, xanh lá cây lên một chút xíu ở những cái vùng highlight. Shadow cũng được. Ok. Giờ mình sẽ sử dụng cái brush màu đen và xóa ở cái vùng cô dâu đi, vùng da của cô dâu ha. Rồi ok, đó, tạm thời là mình đã nhái gần gần giống. Có thể thêm một số bước nữa, ví dụ như là thêm chữ chẳng hạn thế. Tuy nhiên ở đây mình muốn tập trung vào cái phần là thêm ghép rong rêu ha. Thì đã có hai cái bước ghép rong rêu rồi. Mình sẽ lưu những cái này lại, lưu file PSD lại. Và ok, thì tút này tạm dừng ở đây. Nhớ like và subscribe ha. Những cái link về stock rồi cô dâu rồi PSD này nọ đó, mình sẽ gửi kèm link ở ngay phía dưới phần description, phần mô tả của YouTube channel. Nhớ like ở hpphotoshop.com ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tút này và chào các bạn. Chúc cùng ngon. Bây giờ là 12:42 rồi. Chào bạn.